dám chạy ra đường sao mà cháy rất là lớn mọi người ơi. Chú đang quay phim. Giấy ở bên đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn mở qua khu phố 4 huyện Phú Ninh. Mới lại xe kia lại chủ nhà này tới sửa chữa cái nhà này chú chồng. Đó bằng nào? Thả cao quan xin em để kinh doanh nên đầy đủ cơ sở hóa. Có giấy không? Cơ sở với liệu sẽ có. Trong ngày mới bắt thành. Rồi. Không xe vô, tụi bay mới vô, tụi bay tới ngoài đi, chỉ sao xe vô. Đâu có kiểm tra. Yeah.